Theo cơ quan cấp thoát nước Praha, tối ngày 29 tháng 3 đã xảy ra sự cố tại bồn chứa nước Kupanina ở đường Lisnitska. Khoảng 77.000 người ở các địa phương Jinonice, Stodulki, Osek, Reporia, Zadní Kopanina và một số khu vực khác của Praha 13 đã không có nước. Do sự cố, họ buộc phải đóng cửa các trường học và trường mẫu giáo trong vòng một ngày. Tổng cộng có 2 đoạn ống nước bị hỏng, nguyên nhân là do vật liệu của các đường ống này đã cũ. Chúng đã được sử dụng từ những năm 1980 cho đến nay. Cơ quan cấp thoát nước cho biết họ đang triển khai tất cả các năng lực hiện có, nhưng do quy mô của sự cố và các vấn đề liên quan khác có thể xảy ra trong quá trình sửa chữa, họ không thể xác định ngày và thời gian chính xác cho việc cung cấp nước trở lại.